tạm giữ hai đối tượng 16 tuổi cầm dao, kiếm đi cướp xe máy trong đêm. Ngày 11 tháng 5, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an huyện An Dương, Hải Phòng đang tạm giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện. Trước đó, 0 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 5 năm 2023, tại khu đô thị PG, thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng, anh Nguyễn Mạnh Tê, sinh năm 2005, trú thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương, anh Lương Việt Hát, sinh năm 2005, trú tổ 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương và anh Nguyễn Duy Quy, sinh năm 2007, trú thôn 2, xã Bắc Sơn, huyện An Dương bị một nhóm gồm 10 đối tượng đi xe máy cầm dao, kiếm đuổi theo chém và cướp một xe máy biển kiểm soát 15P02775. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện An Dương phân công tổ công tác phối hợp với Công an xã An Đồng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 5, Công an huyện An Dương đã phối hợp với Công an quận Ngô Quyền bắt giữ hai đối tượng trong nhóm trên gồm Trần Đức Vinh, sinh năm 2007, trú số nhà 6, 30, 165 đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền và Đỗ Hoàng Bách, sinh năm 2007, trú tại phường Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện An Dương đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng trên để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.